Dạ vâng, xin chào mừng tất cả anh chị đã quay trở lại video của em nhé. Trong video ngày hôm nay thì hiện tại em đang có mặt tại một đơn vị, đó là shop giặt chuyên nghiệp tại Hoàng Hoa Thám. Chia sẻ với mọi người đó là cách đây đó là 1 tháng rưỡi thì em có mới set up một cái tiệm giặt là công nghiệp tại đây. Và hôm nay thì em có qua lại đơn vị cùng tham khảo xem là cái quy trình giặt tẩy và cái quá trình làm ở đây nữa, khách hàng có nhiều hay không. Thì như mọi người đang thấy đây là khách hàng rất là đông này, bao gồm giặt rất nhiều các loại đồ khác nhau. Vậy thì chia sẻ với mọi người nhé, tổng thể một mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp từ hình ảnh cửa hàng bên ngoài cho tới vào sâu bên trong, thì với những cái không gian mà chúng ta đầu tư setup một cái tiệm giặt sấy công nghiệp tại thành phố Hà Nội thì chúng ta cần kết hợp với những cái thiết bị gì đấy, thì mời mọi người đi sâu bên trong cùng tham khảo mô hình thiết bị. Nhìn tổng quan một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp tại đây á, thì có rất là nhiều những cái sự khác biệt và vượt trội hơn hẳn so với những cái dòng những cái tiệm giặt là thông thường khác nhau. Đằng sau đây là một cặp thiết bị giặt sấy công nghiệp với giải công suất 16 kg. Đấy, và như mọi người đang thấy ở đây có rất là nhiều những cái đồ quần áo khác nhau. Đấy, chăn màn cũng rất là nhiều. Với hiện tại thì bây giờ nó là 6:30 tối rồi, thì những khách hàng mà khi mà nhận đồ giặt tẩy trong ngày thì đã nhận đồ hết rồi, và đây nó là còn lại những cái lượng đồ còn lại đấy, và ngày mai sẽ trả cho khách. Có rất là nhiều anh chị hỏi em đó là để mở một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp đầu tư tại thành phố thì với chi phí vốn khoảng bao nhiêu tiền và cần diện tích bao nhiêu, và khi anh chị đầu tư về một mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp thì cần chuẩn bị những cái thiết bị gì. Đó là những câu hỏi, những vấn đề mà anh chị rất là băn khoăn khi tìm hiểu về một mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp. Vậy thì mọi người có thể nhìn tổng quan nhé. Với diện tích ở đây đó là chừng 10m2 thì chúng ta đã có thể kết hợp setup một cái tiệm giặt sấy công nghiệp như thế này, và có thể xử lý được tất cả các loại đồ liên quan đến đồ vải. Vậy thì thường khi mà đầu tư về một tiệm giặt sấy công nghiệp thì chúng ta đã bao gồm như là thiết bị máy giặt ướt, thiết bị máy sấy khô, hệ thống là như mọi người đang thấy đây. Có rất nhiều anh chị cũng hỏi em đó là khi đầu tư về tiệm giặt sấy công nghiệp chúng ta lựa chọn bàn là cây hay là bàn là có hệ thống cầu là đấy. Vậy thì liên quan đến cái đồ mà chúng ta nhận, liên quan đến cái vấn đề nó kỹ thuật chuyên môn, nếu như đến với đơn vị em thì hiện tại bên em đó là sẽ hỗ trợ anh chị tổng thể những vấn đề liên quan đến trong ngành giặt sấy công nghiệp, như là quy trình giặt sấy đồ, quy trình vận hành thiết bị máy giặt công nghiệp, quy trình giặt tẩy liên quan đến thương hiệu giặt là dịch cộng. Đó là những cái vấn đề chính sách liên quan mà hiện tại bên đơn vị em đang hỗ trợ khách hàng. Vậy thì mọi thông tin liên quan đến khi anh chị tìm hiểu về một mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp, anh chị cần hỗ trợ, anh chị mọi vấn đề thắc mắc, anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline của kênh. Cảm ơn anh chị đã xem hết cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.